mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chất canxium không? Câu trả lời là có. Canxium được hàm chứa trong rau xanh, hạt và ngũ cốc, nghĩa là nó có rất dồi dào trong các thức ăn có nguồn gốc thực vật. Mặc dù chúng ta thường được khuyến cáo nên uống chất canxium thêm để bồi bổ, nhưng thực ra những người trọng tuổi mắc phải bệnh xương sốt không phải vì lý do không ăn đầy đủ chất canxium, mà vì họ ăn quá nhiều chất protein hàm chứa trong thịt động vật. Khi protein được hấp thụ quá nhiều sẽ phá vỡ trữ lượng canxium trong cơ thể và làm giảm độ pH trong máu. Cơ thể của chúng ta phải lấy canxium dự trữ từ trong xương đem vào máu để quân bình lượng pH trở lại, nên xương bị giòn và sốt. Lượng canxium bị hủy hoại sẽ được bài tiết ra ngoài bằng đường tiểu. Nhiều cuộc thí nghiệm cho thấy lượng protein mà con người ăn vào sẽ giảm thiểu lượng canxium trong cơ thể nhiều hơn lượng canxium mà chúng ta hấp thụ vào bằng đường ăn uống. Dân tộc Bantu ở Phi Châu chỉ ăn toàn rau quả, lượng canxium mà họ hấp thụ vào chỉ bằng 1/3 lượng canxium tiêu chuẩn được ấn định bởi cơ quan dinh dưỡng Hoa Kỳ. Tuy nhiên không hề nghe nói dân chúng Bantu bị bệnh xương sốt. Ngược lại, dân Eskimo ăn rất nhiều thịt động vật hàng ngày vì đất đai dùng họ ở rất lạnh, không thể trồng trọt được, nên chỉ sống nhờ vào sự săn bắn. Họ là những người hấp thụ nhiều chất protein động vật nhất trên thế giới, và lượng canxium mà họ tiếp thu vào cơ thể bằng đường ăn uống cũng gấp đôi tiêu chuẩn ấn định. Nhưng họ lại là sát dân bị bệnh xương sốt có tỷ lệ cao nhất thế giới. Ở Á Châu, rất ít người bị bệnh xương sốt vì họ tiêu thụ rất ít thịt động vật, sữa và các sản phẩm của sữa. Trong khẩu phần hàng ngày của người Á Châu, rau cải là chính. Theo thống kê của cơ quan nghiên cứu bệnh xương sốt, so với Á Châu, Hoa Kỳ hiện nay là quốc gia đang bị hăm dọa nghiêm trọng về tỷ số dân chúng mắc phải chứng bệnh này. Ăn chay có đầy đủ. Ha ha ha,